Hello anh em, xin hôm nay là em sẽ giới thiệu đang bán một cái tivi 32 inch và một cái tivi box nha anh em. Đây, một cái tivi box nè. Tivi box này thì của hãng Xiaomi. Thì lúc trước em có giới thiệu cho anh em rồi, em cũng có một cái giống vậy. Thì công dụng của nó là gì? Thì hôm nay em sẽ kết nối nó với cái tivi để mà bắt lên cho anh em xem công dụng của nó là gì nha. Đây. Đây là một cái tivi 32 inch. Tivi này là có hai cái dấu, một dấu. Một cái chấm chỗ này nó bị tróc 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 một lỗ nhỏ nè. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới không ảnh hưởng nhiều tới màn hình. Đó, nó chỉ có cái chấm này chỗ này thôi nè. Để em rọi kỹ nè. Thì đồ cũ mà có chấm á thì bán rẻ anh em. Ai mà cần tivi dụ như đi nhạc hay gì đó mà cần tivi giá rẻ thì alo em. Em sẽ để số điện thoại ở dưới cái comment hoặc là để dưới cái mô phần mô tả, xong rồi giờ em ví dụ như anh em đi nhạc thì anh em sử dụng laptop. Laptop hoặc là anh em sử dụng cái tivi box này, ví dụ như tivi box này cái đầu mode này em bắt lên nha. Đó, em bắt nó lên. Thì nó sẽ kết nối với tivi, kết nối với tivi. Bắt nó sử dụng wifi giống như thằng laptop vậy đó. Sẽ kết nối với tivi, dụ như bắt cái nhạc test nhạc hay. Bắt nó lên thử. Tùy theo mạng có nhà anh em mà mạnh yếu là nó có thể chạy nhanh hay chậm nha. Thì khi mà anh em sử dụng tivi box để kết nối vô để karaoke á thì anh em sẽ bấm cắm cái cổng 3.5. Cắm cái cổng 3.5 vô cái ngõ audio này. Thì nó sẽ xuất nhạc ra cái cổng 3.5 này. Và hiện tại bây giờ em không có sử dụng để karaoke thì em sẽ cho nó xuất nhạc ra cái loa này luôn. Để ví dụ như em muốn bắt cái bản khép lại chương trình đi thì em sẽ bấm vô cái nút micro trên cái đầu mod này, em nói vô micro nè. Khép lại chuyện tình karaoke. Đó. Thì nó sẽ chọn cho mình chọn được cái bài khép lại chuyện tình. Nó giống như điện thoại mà mình sử dụng mình nói vậy đó. Thấy không? Nè, cái này nó thu giọng nói luôn, nó có cái micro đây nè. Đây. Bấm vô cái nút này một cái thì mình nói vô cái đầu mod. Nhạc test lo vol 3. Đó. Thì nhanh nhạy lắm anh em. Cái đầu mod này nó sử dụng Bluetooth với cái cục TV box này. Thì khi mà anh em mua cái cục này từ em á, khi mua cái bộ này từ em á thì mua cái TV cục TV box thì sẽ tặng được cái chân TV, cái chân TV nè. Tặng cái chân đứng của tivi và giá của hai cái này thì bằng 50% giá mới. Hai cái này bằng 50% giá mua mới của hai món. Ok, có gì anh em liên hệ qua số điện thoại 0979 074 812 để mà nhận được cái giá tốt nhất. Mua riêng cũng được anh em, mua riêng thì giá mắc hơn tí. Dù mua riêng cái tivi riêng cũng được, tivi box riêng cũng được. Riêng cái tivi này á thì em không có ship dạng như là ship code vậy anh em. Thì cái tivi này anh em ở gần lại lấy, lại nhà em lấy. Nó chỉ có một cái biển dấu chấm chỗ này thôi, vô tắt tivi rồi. Tắt cái tivi mới thấy. Đây. Chấm trắng nè. Cái này cài chỗ này một chấm trắng này, còn lại là bình thường hết. Để bắt cái tivi bóc lên. Nói chung là cái này rồi về hôm nè. Đó, mình có sử dụng dù như ở nhà mình chơi á thì mình có thể vô Google Play nè, tải ứng dụng luôn giống như điện thoại, giống như máy tính bảng đó. Update luôn mà. Ngon lành. Còn bình thường đi nhạc thì mình chơi YouTube thôi. YouTube thôi. Đó, hôm nay là em bán TV và TV box.
tặng chân tivi nếu mà mua kèm hai món. Có thể bán rời tivi hoặc là bán rời tivi box. Tivi box này em báo cho anh chị em là mua trên Lazada thì khoảng 1,3 triệu. Nếu mà mua rời thì giá mắc hơn 50% nha. Nếu mà mua hai món thì em để lại 50% giá mua mới thôi. Cái này thì không có hư hao gì, có gì đâu để hư. Nó thế cái thằng laptop, có thể tìm kiếm bằng giọng nói Falcon. Ok, bấm như vậy Falcon Doraemon. Xin hãy hoàn tất thiết lập để giúp trợ lý của bạn hữu ích hơn nhờ tính năng nghe nhạc, xem phim, các lựa chọn dựa trên sở thích riêng của bạn và các tính năng khác nữa. Nó không biết Doraemon em ơi. Karaoke, nhạc trữ tình. Rồi, nó phá nghe nhạc hơn anh em ơi. Hình như cái này nó phá nghe nhạc hơn là ấy á. À, bá âm lượng nè. Âm lượng. Ngon lành. Nói chung là ok. Khi mà đi bấm nhạc thì chỉ cần cầm cái remote này thôi. TV này với cái này là quá rẻ. Nếu mà một chung luôn, quá rẻ luôn. Em bảo đảm là rẻ số 1 Việt Nam. Chỉ có em bán giá này thôi. Anh em liên hệ đi, sẽ được giá rẻ. Ok thôi, em kết thúc cái clip của em tại đây nha. Quên giới thiệu qua. Cái TV này thì nó có một ngõ 3.5 xuất audio nè. Một ba ngõ HDMI đây, dưới đây ngõ nè. HDMI 1, 2, 3 đây. Đó, ba ngõ HDMI. TV này thì đầu để coi tem này, còn zin nha anh em. Đây. Còn zin nha, chưa có sửa chữa gì nha. Đây nha, cho con ốc nè. Tem nè. Mua vào tháng 11 2019. Nè, 120 mà tháng mấy rồi? Tháng 10 còn bảo hành luôn. Trời ơi, dữ thiệt. Lắp ráp từ Việt Nam nè, mã vạch nè. Ok. Rồi, kết thúc clip tại đây nha anh em. Còn mấy cái phân tầng của mấy cái phân tầng với một cái con mixer Midas thì bán luôn. Em để số điện thoại, địa chỉ, số điện thoại có gì anh em lại test này kia các kiểu, ok thì lấy. Bye bye, xin chào tạm biệt anh em nha.